Nocreo and Amores. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ed Channel. Dạo gần đây thì mình thường xuyên làm những cái thử thách 100k, nhưng mà hôm nay thì mình muốn mới lạ hơn một chút. Lần này mình vẫn sẽ tiếp tục ra phố thách các bạn đeo tai nghe hát thật to để nhận 100.000, nhưng mà độc đáo hơn, mình sẽ dùng Samsung Galaxy A9 để quay lại cho các bạn và xem các bạn phản ứng như thế nào về video vừa nãy của mình. Và quên nói, chiếc tai nghe sẽ đồng hành cùng với mình lần này chính là Samsung Gear Icon X, quà tặng kèm khi các bạn reorder Samsung Galaxy A9. Nào hãy bắt đầu xem các bạn trai xinh trai đẹp có dám thực hiện thử thách này không nhé. Đi thôi. Cái cách đớp này là cách đớp của người biết hát. Dạ đúng rồi. Vì có như chiếc hôn vội vàng nhưng không quên được nhau. Từ lúc ấy mắt em chìm lại hết nơi linh hồn em. Và nhạc tình đang say ở lại một đêm nay. Nào mình cùng sưởi ấm chiếc hôn mỗi đêm. Oh oh baby cry. Chỉ cần phải gõ cửa rồi vào tim em đi. Sẽ hóa phép giấc mơ có em. Oh baby crazy. Nhạc tình đang say ở lột đầu đêm nay. Mình cùng sưởi ấm chiếc ôm mỗi đêm. Oh oh baby crazy. Mở vào tim của em xem có gì nào. Có gì nào. Ừ, chắc là ổn rồi. Nocreo and Amores. Cảm nhận được của cái anh này thì anh hát không hay. Theo cái cảm nhận linh cảm thì cậu này sẽ là người hát rất hay. Người ta thường nói đừng nên quá tin một ai. Người ta thường nói đừng nên quá tin một ai. Người ta thường nói đừng nên quá tin một ai. Không quan tâm về bao nghi ngại, tròn tình này chào anh mãi baby. Em yêu anh từ trong tâm hồn, không tin ai kia như lời đồn. Và không quan tâm về bao nghi ngại, tròn tình này chào anh mãi baby. Trước tiên là nhìn cái mặt chân thật thì tôi hy vọng bạn là người hát hay. Kỳ sắc của bạn đã tối tất cả bạn hát không hay. Cái cảm giác bạn này hát không được. Em đang ở đâu đây em? Có hay về anh này? Em đang ở đâu đây em? Có hay về anh này? Em đâu nào đây em? Trở về không hay, lạc nhau đến muôn đời. Người nhìn em ra đi, ở ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong anh. À, bạn nghĩ là bạn hát có hay không? Em nghĩ là không, tại em không ai hát hay hết. Vậy bạn muốn nghe thử là mình hát như thế nào? Cho em nghe thử. Nói chung là dở. Thấy sao? Không. Tại lúc mình đeo tai nghe vào thì nhạc như thế nào? Nhạc nó, mình cảm thấy là nó khá là êm. Với lại tiếng bass thì rất là chuẩn. Cho nên mình khá là thích cái chiếc tai nghe này. Dạ hay. Nghe có vẻ rất là feel chị. Chất âm rất là rõ và chị nói về chị phải nói to em mới nghe được. Thấy rất là gọn, kín cái âm thanh. Cho nên là cái âm thanh bên ngoài nó không có bị bảy mất cái âm thanh ở bên trong. Samsung Galaxy A9 chỉ đầu tiên 1-4 camera, và khi các bạn reorder sẽ bạn sẽ được tặng kèm cái tai nghe này thì bạn thấy tuyệt vời vậy chị. Thì nếu mà phần quà thì lại thì nó khác tốt. Mình thấy đúng rồi. Hello, nãy giờ thì mình đã dụ được rất là nhiều trai xinh gái đẹp tham gia thử thách lần này đeo tai nghe và hát nhận ngay 100.000. Và chiếc tai nghe đồng hành với mình lần này chính là Samsung Gear Icon X. Và đây cũng là quà tặng kèm khi các bạn reorder Samsung Galaxy A9. Mức giá của em này là khoảng 5 triệu đồng, quá hời luôn đúng không? Các bạn nghĩ sao về những bạn trai xinh gái đẹp hôm nay đã tham gia thử thách? Và các bạn nghĩ sao về quà tặng reorder này? Hãy để lại bình luận cho mình ở phần comment phía dưới nha. Nếu thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Ed Channel. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.